là bị rối loạn về giấc ngủ. Mức ngủ kéo dài sẽ gây ra những hậu quả rất là sắp ép 230. Nó làm cho suy giảm trí nhớ, nó mất khả năng suy nghĩ. Đẹp long lanh, phải nói là đẹp long lanh luôn. Cấu khách bực bội. Bên nền là vẫn còn sáng rõ, không bị đứt nét. Nó dẫn đến là sa sút trí tuệ. Nhưng mà vâng thưa quý vị thính giả, như vậy thì có thể nói chán ăn mất ngủ có thể gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe của chúng ta nói chung và người cao tuổi nói riêng. Do vậy để cải thiện tình trạng này, người cao tuổi cần chú ý cố gắng cân bằng cuộc sống của mình, tránh lo âu suy nghĩ dẫn đến căng thẳng stress, bởi vì stress cũng là xuống nhà anh nằm đó mỉm cười, mắt mở to nhưng vô hồn. Chúng em nhà thôn không nhé. Nhà thôn rồi còn điện nhiều thử là nó rất là nhiều. Chim cũng cú kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn phiếu. Em đi hát tốt, tiếng rất hay. Em đi mắt con này cực kỳ mạnh.